Tiếp theo chúng ta sẽ làm tiếp nhé. Chúng ta sẽ hết dây rồi, chúng ta giấu dây rồi. Nếu các bạn còn dây thì các bạn vẫn ở vị trí này. Còn giờ mình hết dây rồi, cái dây ở phía cuối này mình sẽ tận dụng và đưa lên phía trên đầu để chúng ta làm nhé. Trước khi đưa lên phần đầu thì mình sẽ làm phần đuôi luôn. Các bạn sẽ lấy cho mình 3 hộp màu trắng và 3 hạt màu đỏ, tổng cộng là 6 hộp nhé. Tổng cộng là 6 hộp. Chúng ta làm phần đuôi luôn này, tí nữa chúng ta khỏi phải quay ngược lại, chúng ta làm đuôi nhá. Đó. Các bạn bỏ 3 hạt này ra. Cho vào 2 hộp trắng. Các bạn lại lấy 1 hộp trắng nữa. Bắt chéo ngược lại. Vậy là chúng ta đã xong phần đuôi. Rất là đơn giản. Rồi, giờ các bạn sẽ xỏ ngược lên trên để chúng ta làm phần tiếp phần đầu ngựa nhá. Đó, làm kim nó rất là có lợi bởi vì chúng ta xỏ lên rất là nhanh. Rồi, mình sẽ xỏ vào đúng vị trí ở giữa này để chúng ta căn cho nó dễ nhá. Tới vị trí này thì các bạn sẽ thực hiện ở vị trí giữa nhá. Các bạn lấy cho mình một trắng, một đen, một trắng, một đen và một trắng. Đó. Tổng cộng 5 hạt nhá. Bắt chéo. Ở đây đã tạo thành một vòng 6. Qua tiếp một chân cho mình. Các bạn lấy tiếp cho mình 2 hộp trắng, bắt chéo tạo 5, tạo 4. Qua tiếp một chân. Các bạn cũng lấy 2 hộp, bắt chéo tạo 4. Qua một chân luôn. Cũng lại lấy 2 hộp, bắt chéo tạo 4 nhá. Vòng cuối cùng này, các bạn lên 1 hộp này cho mình. Cũng lại lấy 1 hộp, bắt chéo tạo 4. Ok, tới vị trí này nhá. Các bạn để nguyên dây, bạn lấy 2 hộp, bắt chéo vào 2 hộp này, tạo vòng 4. Các bạn tiến phải 2 hộp. Các bạn lấy tiếp cho mình 2 hộp, bắt chéo để tạo thành vòng 5 nhá. Đó. Vòng 5 nhá. Ok. Tiếp tục. Lấy 1 hộp. Chéo 1 hộp. Đó. Ở trên đầu này có một vòng 4, chúng ta sẽ bắt chéo nó lại nhá. Bắt chéo cho nó cố định lại. Rồi. Xò vào vị trí hạt dưa này. Các bạn lại lấy tiếp cho mình 3 hộp, bắt chéo thành vòng 4. Tiến cho mình 2 hộp. 2 hộp màu đen và trắng nha. Các bạn lấy tiếp cho mình 2 hộp nữa. Ở đây chúng ta tạo thành một vòng 5.
tiếp tục sang một hạt. Các bạn lấy hai mình bắt chéo tao vào đó rồi tiến một hạt. Các bạn lấy tiếp một hạt nhé. Bốn hạt này cuối cùng tạo bốn hạt, tiến một hạt. Các bạn lấy một trắng, một đỏ và một trắng nhé, tổng cộng là ba hộp. Bắt chéo ngược lại qua một chân, tiếp tục lại lấy một trắng và một đỏ, bắt chéo ngược lại. Ok, tiếp tục lại lấy sang một trắng lên một đỏ, bắt chéo ngược lại. Tiến một hạt. Một hộp đỏ nữa là xong. Chúng ta thấy cái đồng nữa chưa? Rồi, thâu xung quanh bốn hạt đỏ này cho mình nhé. Rồi, và tiếp chúng ta sẽ làm phần tai của ngựa này. Các bạn xỏ lên và giữ vị trí ở phía trên. Kìm nó rất là nhanh bởi vì các bạn luồn nó rất là nhanh đấy. Đây, cái vòng nằm ở đằng sau gáy này. Hai bên này sẽ là vòng cái tai nhá. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần móc lá nha. Các bạn xỏ tiếp sang cho mình hai cái hộp trắng này. Phần móc lá thì các bạn sẽ sử dụng cườm cát. Cườm cát là cườm rất là nhỏ nha các bạn. Cườm mà nó rất là nhỏ được gọi là cườm cát các bạn ạ. Đó. Đây được gọi là cườm cát đấy ạ. Cườm hạt rất là nhỏ giống như viên cát nên là người ta gọi đó là cườm cát. Còn nếu mà các bạn không có cái hạt cườm cát này ấy, thì các bạn có thể thay bằng hạt 3 ly, 4 ly cũng được. Còn nếu mà các bạn không có cái hạt này ấy, thì chúng ta bỏ qua bước này cho mình nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần móc khóa luôn. Giờ các bạn sẽ xỏ hết toàn bộ cái hạt này vào. Mình đang hướng dẫn các bạn làm móc khóa mà. Các bạn làm bằng hạt móc khóa thì các bạn nên làm bằng hạt 4 ly thì nó nhìn nó đẹp, nó nhỏ nhắn, xinh xắn, đẹp hơn. Còn mình hướng dẫn các bạn là mình làm hạt 6 ly để cho các bạn dễ quan sát đấy các bạn. Chứ nếu mà mình hướng dẫn hạt nhỏ quá thì các bạn khó nhìn. Rồi chúng ta lại cắn bẹp đầu và xỏ kim vào nhé. Rồi, các bạn xỏ vào đây. Đó, đây là được phần móc rồi nhé. Giờ chúng ta sẽ làm phần bầm ngựa. Tới vị trí này, các bạn lấy cho mình 3 hạt màu đỏ. Tiếp tục lại lấy hai hộp bắt chéo vào đây. Cái bầm thì
tiếp tục xuống đây. Hai hộp nữa, một chén bằng thứ ba. Rồi, ok. Đó. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến phần chân của ngựa nhé. Các bạn sẽ xỏ dây xuống vị trí chân của ngựa, thì các bạn làm một cái, các bạn sẽ làm được ba cái còn lại. Nó rất là đơn giản.